Người Philippines nói Việt Nam hiện đại và không phân biệt giai cấp như Philippines thật tồi tệ. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, ở khu vực Đông Nam Á, Philippines nổi lên như là một trong những quốc gia rất phát triển, đặc biệt ở thành phố Manila xinh đẹp. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh có tốt hơn Manila hay không? Và cách đây mấy ngày trên mạng xã hội Reddit đã xuất hiện một câu hỏi rất hay với nội dung như sau. Có người Việt nào đến Manila, Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hiện đại hơn Manila? Tôi muốn xem ý kiến của mọi người, tôi mang nửa dòng máu Việt và lớn lên ở Việt Nam. Một người bạn Philippines nói với tôi rằng Manila hiện đại hơn. Tôi nghĩ trong 3 năm nữa, Hà Nội trông hiện đại hơn Manila. Người Philippines thậm chí còn nói rằng Việt Nam đã vượt xa Philippines và ca ngợi Việt Nam rất tiến bộ. Bên dưới câu hỏi thảo luận này, khá nhiều bạn bè quốc tế và đặc biệt là người Philippines đã vào trả lời rất nhiều. Vì là câu trả lời chỉ từ vài ngày trước nên các bạn có thể yên tâm. Đây là những câu trả lời thực tế và trung thực từ những người bạn Philippines. Vậy họ đã có những so sánh như thế nào về cả Việt Nam và Philippines? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Tôi là người Philippines đến từ Manila và tôi đã đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần. Việt Nam là một đất nước được yêu thích kể từ khi tôi còn trẻ. Manila hiện đại hơn về cơ sở hạ tầng, các tòa nhà thương mại tốt hơn, khu thương mại có cảm giác hiện đại hơn. Nhưng bên ngoài các khu thương mại, nghèo đói ở khắp mọi nơi, người ăn xin ở các phương tiện công cộng và thậm chí cả trong trung tâm thương mại. Đường phố bẩn hơn, đồ ăn trong các quầy hàng trông kém ngon miệng hơn và người ta có thể dễ dàng nhận ra sự phân biệt giai cấp. Hệ thống xe buýt metro của bạn rất hiệu quả hơn bất kỳ thành phố nào khác ở Philippines. Các bạn có nhiều doanh nghiệp nhỏ hơn tham gia vào các sản phẩm và dịch vụ khác nhau, nhiều hoạt động kinh doanh cây nhà lá vườn hơn so với các chuỗi cửa hàng ở Philippines. Tôi chưa đến thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã đến Manila và Hà Nội. Manila có thể có nhiều khu vực hiện đại hơn nhưng có nhiều khu ổ chuột hơn, ô nhiễm hơn, giao thông khủng khiếp hơn, sự nghèo đói hiện rõ hơn nhiều, một sự phân chia tầng lớp thực sự. Tôi nghĩ Hà Nội đẹp hơn Manila 100%, sân bay Hà Nội được hoàn thành nhanh chóng trong khi tôi phải xếp hàng hơn 3 tiếng đồng hồ để bay ra khỏi Philippines. Ngoài ra đồ ăn, cà phê, dịch vụ, internet ở Hà Nội cũng tốt hơn nhiều. Tôi không thể sử dụng điện thoại di động của mình 90% ở Manila, trong khi ở Hà Nội thì không có vấn đề gì. Bạn đã đến Los Angeles và New Orleans chưa? Manila giống ở LA ở chỗ, nó được xây dựng nhiều hơn, nhiều cơ sở hạ tầng hiện đại, thương hiệu lớn, ô tô lớn, nhiều sự hào nhoáng nhưng nhìn chung lại có cảm giác khá thù địch. Đó là một thành phố lớn với mùi hôi thối của thành phố lớn, những khu ổ chuột, tình trạng vô gia cư và tất cả. Hai thành phố của Việt Nam gần đô la hơn, không hiện đại, không cầu kỳ, không hào nhoáng, nhưng lại có nét rất duyên dáng. Chúng hoàn toàn không phải là những nơi tối túm và khá hiện đại theo đúng nghĩa của chúng, chỉ là kém phát triển nếu so sánh. Nói thêm, tôi có cảm giác như Manila phục vụ nhiều hơn cho người nhập cư, người nước ngoài và tầng lớp trung lưu đến thượng lưu. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội phục vụ cho mọi du khách. Nói một cách nghiêm túc, với tư cách là một khách du lịch, tôi nghĩ bạn sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời hơn nhiều khi ở một trong hai thành phố của Việt Nam. Tôi là người phương Tây, bạn cũng có nguy cơ bị lừa đảo và cướp cao hơn khi ở Philippines. Tôi bị giam giữ vì cáo buộc sai và cảnh sát chỉ muốn hối lộ nhanh chóng. Điều đó xảy ra ở Baguio, tương đương với Đà Lạt của Philippines. Chúa ơi, tôi ghét Philippines và chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại đất nước này một lần nào nữa. Đi đến đâu ở Philippines, lính gác cũng có súng. Lối vào trung tâm thương mại giống như sân bay với lính canh được trang bị súng ngắn và súng trường tấn công. Xe ba bánh gây ra rất nhiều ô nhiễm, tiếng ồn. So sánh thì Việt Nam hòa bình và tốt hơn. Philippines và người Philippines là khu ổ chuột. Không phải tiếng Việt, nhưng có mặt ở cả ba nơi. Manila như một viên ngọc lấp lánh, ẩn chứa rất nhiều bụi bẩn ở bên dưới. Nó trông giống như Singapore, nhưng có những người ăn xin nghèo ở khắp mọi nơi và thành phố cổ không hề được giữ lại, mà về cơ bản là một khu ổ chuột dành cho người nghèo và vô gia cư. Tôi không thích Manila chút nào, ngoại trừ con người, không có linh hồn, không có nhiều món ngon đường phố. Và mọi thứ chỉ là hết khu mua sắm này đến khu mua sắm khác. Khi tôi muốn ăn đồ ăn, một vài người dân địa phương đã gợi ý Jollibee. So sánh với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đẹp hơn rất nhiều, dù tình trạng rác thải cũng tương tự. Tôi yêu những cửa hàng nhỏ, quầy hàng thực phẩm và chợ. Tôi nghĩ Philippines rất đẹp, nhưng bạn phải nhìn xa hơn Manila, giống như bạn không thể chỉ ghé thăm Hà Nội và nói rằng bạn đã đến Việt Nam. Việt Nam nhìn chung tiên tiến, hiện đại hơn Philippines. Philippines là một bãi rác. Tôi là người Philippines và tôi yêu Việt Nam hơn, tôi không muốn quay lại Philippines chút nào. Tôi chỉ có vài giờ ở Manila, kinh nghiệm của tôi bao gồm việc đi từ sân bay đến nơi tôi nghĩ là phố cổ. Đi dạo quanh khu vực đó một chút rồi quay lại sân bay, tôi không thấy khu thương mại. Hãy chỉ nói rằng tôi đã bị sốc
theo cách không tốt chút nào. Mức độ nghèo đói tôi thấy ở đó chắc chắn cao hơn các thành phố lớn ở Việt Nam, không có bầu không khí đô thị nhộn nhịp mà tôi thường thấy ở các thành phố lớn tại Đông Nam Á. Nếu phải miêu tả thì tôi có cảm giác Hà Nội 15-20 năm trước, và đây là vào tháng 2 năm 2023. Một điều nữa tôi thấy cực kỳ kỳ lạ là việc thiếu wifi. Ở bất kỳ thành phố lớn nào ở Đông Nam Á, bạn có thể bước vào bất kỳ quán cà phê nào và 99% họ sẽ có wifi miễn phí mà bạn có thể sử dụng. Tôi đã dành đúng 1 giờ đi bộ từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, quán cà phê này đến quán cà phê khác ở khu vực đó của Manila mà không thể tìm thấy bất kỳ mạng wifi nào cả. Tôi không cần phải có số địa phương để sử dụng. Tôi thực sự có cảm giác như quay trở lại đầu những năm 2000, thật tồi tệ. Tôi nghĩ rằng khu đô thị trung tâm Manila trông hiện đại hơn nhưng lại vô cùng tập trung. So với Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, tôi có thể nói rằng hai thành phố đó nhìn chung phát triển hơn về mặt tổng thể. Tôi đã đến Manila và ấn tượng đầu tiên là nó trông giống như hàng nhái, mong muốn của Mỹ. Trong khi các thành phố lớn của Việt Nam và Trung Quốc lại mang cảm giác địa phương và tự nhiên ở mọi nơi tôi đến. Ngoài ra, tôi không phải lo lắng nhiều về việc bị móc túi hay bị cướp ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nên đó là một điểm cộng. Chỉnh sửa, Internet và dịch vụ cũng nhanh hơn và rẻ hơn, nên đó là một điểm cộng. Chỉnh sửa bổ sung, vâng, giao thông ở Hà Nội nguy hiểm hơn và có một số bãi rác ở cả hai thành phố, nhưng thành thật mà nói, tôi đã từng đến cả hai nơi và chưa bao giờ thực sự cảm thấy nó tệ, nhưng người dân địa phương vẫn miêu tả, chắc chắn là nó có rác, nhưng nó chỉ thực sự tập trung ở một khu vực mà họ sẽ nhặt nó sau đó. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà tôi thực sự chú ý ở Manila. Cả có và không, những khu đẹp ở Manila đẹp hơn bất cứ nơi nào ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, trong khi những khu ổ chuột thì lại tệ hơn bất cứ nơi nào ở Việt Nam. Manila phát triển hơn về mặt cơ sở hạ tầng, đường cao tốc, giao thông công cộng và trung tâm thương mại tốt hơn, trong khi Việt Nam lại không có tình trạng bất bình đẳng giữa các giới. Mức độ nghèo đói cùng cực ở Manila còn tồi tệ hơn, nhưng không nơi nào ở Việt Nam sánh được với mức độ sung túc của BGC hay Makati. Tôi thà làm người nghèo ở Việt Nam còn hơn Philippines. Manila và Philippines nói chung có nhiều sản phẩm và thương hiệu quốc tế hơn. Ngay cả ở Philippines tỉnh, bạn cũng sẽ tìm thấy các cửa hàng tiện lợi 24 giờ, các sản phẩm và dịch vụ quốc tế. Bên ngoài các thành phố chính, Việt Nam về cơ bản chỉ có các cửa hàng bán lẻ, quán cà phê sữa và mì. Bạn sẽ may mắn tìm được một VinMart. Trên đây là những bình luận mà netizen quốc tế cũng như chính những người Philippines đã nhận xét và so sánh giữa ba thành phố. Các bạn thân mến, ba thành phố Manila, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều là biểu tượng của sự phát triển và sự đa dạng văn hóa trong khu vực Đông Nam Á. Mặc dù có những điểm khác biệt về địa lý, vị trí và lịch sử, nhưng từng thành phố đều có những đặc điểm và đóng góp riêng biệt cho sự phát triển của khu vực này. Manila là trái tim của Philippines, nằm ở phía bắc hòn đảo Luzon, nơi mà văn hóa bản địa và phương Tây gặp gỡ và hòa quyện. Được biết đến với nền kinh tế mạnh mẽ và đa dạng, Manila chịu ảnh hưởng sâu rộng từ nền văn hóa Tây Ban Nha và Mỹ. Sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại tạo nên một bức tranh đa sắc màu về nghệ thuật, âm nhạc và ẩm thực. Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, đại diện cho sự kiêng rẻ và truyền thống, được bao quanh bởi sông Hồng và nhiều hồ lớn. Hà Nội mang trong mình vẻ đẹp thiên nhiên thanh bình và cổ kính. Những di tích lịch sử như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Văn Miếu Quốc Tử Giám đứng đầu trong danh sách những địa điểm du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, Hà Nội cũng không ngừng chuyển đổi và phát triển với sự gia tăng mạnh mẽ về công nghệ và kinh tế trong những năm gần đây. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh hay còn được biết đến với tên gọi Sài Gòn là trái tim kinh tế của Việt Nam, nằm ở phía nam của quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm của nền kinh tế mà còn là trung tâm của văn hóa đương đại, nghệ thuật và giải trí. Sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại đã tạo ra một bức tranh sôi động với những ngôi nhà cổ kính xen kẽ với những tòa nhà cao tầng hiện đại và sự đa dạng về âm nhạc, nghệ thuật và ẩm thực. Ở đâu cũng sẽ có những mặt tốt và mặt xấu, tuy nhiên để nhận xét thì nó sẽ là đánh giá của mỗi người cảm nhận khác nhau mà thôi. Còn các bạn thì sao? Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.